Thông tin đáng chú ý về một bé gái ở tỉnh Đồng Nai bị cửa lùa tự động kẹp ngang người dẫn đến hôn mê, may mắn được cấp cứu kịp thời. Theo người nhà bệnh nhi, chiều ngày 26 tháng 9, bé gái 4 tuổi mãi chơi trong sân nhà không để ý nên bị cửa cổng tự động loại lùa ngang, kẹp ngang người, ép vào tường và cán ngang qua bàn chân. Thời gian bị đè ép khoảng 5 phút mới được người nhà phát hiện giải cứu. Khi được phát hiện, cháu bé đã bị hôn mê, tím tái và có dấu hiệu dọa ngưng thở. Bé được đưa đến Bệnh viện Quốc tế Hoàng Mỹ Đồng Nai cấp cứu, được ổn định đường thở, thở oxy, truyền dịch và cho thăm dò hình ảnh để chẩn đoán các chấn thương khác. Rất may do lực ép có thể không quá lớn nên hiện tại chưa phát hiện ra những tổn thương gây ảnh hưởng tới tính mạng cháu bé. Đến sáng ngày 27 tháng 9, bé đã hoàn toàn tỉnh táo, có dấu hiệu sinh tồn ổn định, có thể đi lại và chơi đùa.